Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè. Trước mặt mọi người đây là một giống sầu riêng lạ mới nhất hiện nay, đó là giống sầu riêng Muscadine có nguồn gốc từ Malaysia. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là lá của giống sầu riêng Muscadine của Malaysia này nha mọi người. Cái giống sầu riêng Muscadine hay chúng ta còn gọi đó là sầu riêng vua. Đó là giống sầu riêng mà ăn ngon nhất thế giới hiện nay. Ở Việt Nam thì về cái giống này nó đã được du nhập Việt Nam khoảng được 4 năm rồi. Và có một số nhà vườn thì cũng có thể là bắt đầu cho để trái. Các bạn có thể thấy coi gốc cây là gốc cây cũng 2 năm rồi. Đường kính gốc khoảng từ 2 phân. Sầu riêng Muscadine. Thời gian trồng cho đến khi bắt đầu cho trái là tầm 4 đến 5 năm. Với đặc trưng của cái giống này là ăn cơm nó sẽ ngon và cái mùi trưng hơn. Thành ra hiện tại giống này đang có trên thị trường Malaysia cũng như là hàng xuất khẩu đó. Loại này là cơm dày, hạt lép. Bình thường nha mọi người, trái thì trồng từ 2,5 kg. Đối với Việt Nam chúng ta hiện nay thì cái giống này xét về mức độ khí hậu và đất đai thì rất là phù hợp và cây sinh trưởng và phát triển rất là bình thường. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái cây cây thì chúng ta tốt nhất nên lựa cây có tán đều. Giống này thì chúng ta nên về phun thuốc định kỳ để hạn chế nấm bệnh. Xin chào.